Rồi, chào các bác nhé. Bây giờ toàn xe to quen này, giờ mình quay xe nhỏ cho các bác tham khảo. Đây là chiếc Hinomoto C114 A144 này. Chiếc này là thành 1400 là 14 mã lực ấy. Quay sơ bộ qua cho mọi người xem nhé. Chiếc này nếu mà đúng ra thì nhà nào con này hay cầu. Nhà nào mà mua về để làm màu của nhà cũng được, phục vụ gia đình thoải mái vô tư. Con này hay cầu, bé tí. Rồi nhìn xe to quen rồi, giờ nhìn xe bé thấy nó vui vui. 572. Nó chiếc 572 này. Mình sẽ đi giới thiệu qua một vòng cho mọi người cùng xem luôn. Bé nhìn cầu trước cứng lắm. Cầu này không khéo còn cứng hơn cầu của xe to ấy chứ. Nó sâu của nó là 816 này. Gầm bệ đây. Nó vướng chiếc Mitsubishi này rồi nên là nó hơi cấn đằng sau góc đây. Xe nhìn đẹp lắm. Gia đình dùng chạy thì con này thì đúng bài. Đây nha, tăng nhanh chậm của nó. Tăng nhanh chậm của nó đây này. Cài cầu trước này. Cài giữa cầu cài này. Cái này là nhãn này. Đây là số phay của nó nha. Số phay của nó đây này. Cần số phay đấy. 1, 2, 3. Nó có 3 số. Đây là số chạy. Chạy của nó đây. 1, 2, 3 đây. 1, 2, 3. Dòng Hino thường nó có thêm một cần số S để mình gạt về đấy để mới đề được xe. Nhưng mà không biết con này đấy nó có không. Hai cầu như nó mô tô để mình xem mở được cái nắp của nó ra không. Khó à, không mở được. Nắp này của nó nắp liền hay sao á. À đây, có cái chốt. Ba máy nhá. Máy em nói thì đẹp thì thôi rồi thôi. Ba máy. Máy bao đẹp. CS86. Máy móc khô nguyên bản. Đẹp miễn bàn. Bây giờ mình quay lại tổng thể cho các bác xuống xem luôn lại một lần nữa nhá. Bác nào có nhu cầu hay tham khảo giá thì cứ alo theo số điện thoại em sẽ để bên dưới. Rồi, chào các bác nhé.